Câu số 8. Cho đường tròn O đường kính AB. Mấy bạn, mấy bạn vẽ một cái đường tròn. Rồi mấy bạn vẽ một đường kính AB. Trên tia đối của tia BA. Tia BA. Tia BA điểm góc của nó là điểm B. Tia BA điểm góc của nó là điểm B. Thì nó sẽ kéo dài mãi về đầu A. Còn tia đối mấy bạn vẽ ngược lại. Vẽ ngược lại. Lấy điểm C sao cho BC bằng R. Nghĩa là đoạn này nè bạn. Đoạn BC này nè. Nghĩa đầu tiên mấy bạn vẽ một cái đường tròn. Mấy bạn vẽ một đường tròn. Sau đó mấy bạn vẽ một cái đường kính BA. Sau đó mấy bạn kéo dài cái BA này ra. Mấy bạn vẽ sao cho đoạn này nè. Bằng với bán kính R. Bằng với bán kính R. Nghĩa là hai đoạn này bằng nhau. Thì mấy bạn sử dụng comba các bạn. Mình sử dụng comba. Mấy bạn mở đồ rộng comba này ra. Bằng với đoạn BO. Rồi mấy bạn vẽ cái đoạn này cũng bằng cái đoạn này luôn. Đó. Trên đường tròn lấy điểm D. Trên đường tròn lấy điểm D. Có nghĩa mình lấy trên đường tròn này. Bằng R luôn. Nghĩa là mình mở đồ rộng comba bằng R. Đây. Là BD. Bằng R. Thì đoạn này bằng luôn. Đó. Đường thẳng vuông góc với BC tại C. Nghĩa là mấy bạn vẽ đường thẳng vuông góc với BC tại C. Cắt AD. Nghĩa là mấy bạn kéo dài AD ra. Tay M. Đó. Chứng minh tứ giác BCMD nội tiếp đường tròn. BCMD. BCMD nội tiếp đường tròn. Như vậy mấy bạn có cái góc này vuông nè. Do nãy mình đẩy góc vuông. Góc này mình đọc là BCM. Hay là, xin lỗi, MCB hay là BCM đều như nhau. MCB bằng 90 độ. Lý do là có MC vuông góc nhà B. Đó, bằng 90 độ. Rồi cái góc này bạn, mấy bạn vẽ ra mấy bạn thấy góc này vuông. Lý do góc này vuông. Góc này đọc là BDA. BDA. Có đỉnh là đỉnh D nè bạn. Hai cạnh DB, DC, DA. DB, DC, DA là dây của đường tròn. Có đỉnh nằm trên đường tròn. Đỉnh D nằm đến tròn hai dây là hai cạnh DB là DA là hai dây của đường tròn. Cho nên góc này được gọi là góc nội tiếp. Nó có đỉnh D rồi mình che cái đỉnh D này lại thì nó chắn cung AB, chắn cung AB, AB. Mà AB là nửa đường tròn. Tại sao AB là nửa đường tròn? Tại vì BA là đường kính, cho nên AB là nửa đường tròn. Mà nửa đường tròn có số đo là 180 độ. Một nửa của 180 độ là bằng 90 độ. Vậy góc này 90. Góc BDA 90. Vậy thì góc kề của nó cũng 90 luôn mấy bạn. Kề của nó là góc đọc góc MDB nè bạn. MDB bằng 90 độ. Hay là BDM cũng vậy. Thì góc này 90. Đó. Như vậy hai góc đối của tứ giác BCMD. 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 Hai góc đối này cộng lại bằng 180. Cho nên nó là tứ giác đầu tiếp. Tiếp theo chúng ta chứng minh tam giác ABM là tam giác cân. ABM nè bạn, tam giác cân. Bạn nhìn lên hình vẽ, nhìn lên nè. Mình có OB. OB là bán kính nè bạn. Bằng OD. OD cũng là bán kính luôn. Bằng với DB. Nãy do mình DB mình vẽ cái đoạn này để bài cho. DB là bằng R. Đó, cho nên suy ra tam giác này, tam giác này có ba cạnh bằng nhau, cho nên nó là tam giác đều. Mà tam giác đều thì mỗi góc của nó bằng 60 độ. Vậy góc này bằng 60 nè bạn. Góc này 60 độ. Góc này mình đọc là DBO. Muốn đọc góc này thì chữ cái B nằm chính giữa. DBO bằng 60 độ. Mà góc này 60 độ thì góc kề của nó nè bạn. Hai góc kề nhau bằng 180 thì góc này 60, góc kề của nó là bằng 120. Và góc này đọc mình đọc là DBC hoặc là CBD đều được, mình đọc DCB 120 độ. Bây giờ mình xét hai tam giác là CMB. CMB và DMB. Hai tam giác này đều là tam giác vuông nè các bạn. Góc này mình đọc là góc C nè.
Góc này mình đọc là MDB là bằng 90 độ. Rồi chúng ta có cạnh BC bằng cạnh BD nữa, là do hai cạnh đều bằng là R. Nãy mình vẽ cạnh này là R nữa bạn, này cũng R luôn, hai cạnh này R. Giờ cạnh BM là cạnh chung, nghĩa là MB bằng MB. Vậy hai tam giác vuông này có cạnh này được gọi là cạnh huyền nữa bạn, còn cạnh này là cạnh góc vuông. Tại vì cạnh hai cạnh BD là cạnh góc vuông, BC cũng là cạnh góc vuông, tại vì nó là cạnh của cái góc vuông này nữa bạn. Góc vuông này có hai cạnh là BD và BM, DM thì DB này là cạnh góc vuông. Còn góc vuông này có cạnh là CM và CV. Nó là cạnh của góc vuông cho nên nó gọi là cạnh góc vuông. Hai cạnh này đều là hai cạnh góc vuông. Còn cạnh này do nó đối diện với góc vuông, cạnh này đối diện góc vuông gọi là cạnh huyền. Vậy dẫn đến hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc vuông, cạnh huyền đó. Hoặc là mấy bạn hiểu hai tam giác này mấy bạn là hai tam giác vuông, mấy bạn chỉ cần chỉ ra đúng ba yếu tố bằng nhau của nó nè. Thứ nhất là góc vuông bằng nhau, cạnh chung, hai cạnh này bằng R, có ba yếu tố bằng nhau thì dẫn đến hai tam giác này bằng nhau. Mà hai tam giác này bằng nhau thì cái góc này nè bạn, bằng góc này, góc này là đỉnh B, góc này đọc là CBM, góc này đọc là DBM đó. Đỉnh B vị trí số 3, mà B này vị trí số 3, hai góc này bằng nhau. Mà nguyên cái góc bự này nè bạn, nãy mình chứng minh nó bằng 120. Thấy không? Nguyên cả cái góc CBD này nè. Hay đọc là DCB này nè bạn, DBC này bạn, bằng 120. Hai góc bự này 120 và chia đôi ra hai góc này bằng nhau thì mỗi góc là 60. Góc này 60, góc bên này cũng 60. Bây giờ là xét cái tam giác này nè bạn. Với cái đường này. Tam giác MBA có thứ nhất là BD vuông góc với BA, vuông góc với MA, có BD vuông góc với MA, BD vuông góc MA có nghĩa là BD là đường cao đó bạn. Rồi chúng ta lại có góc MBD, MBD là bằng 60. Đây mình chứng minh rồi nè bạn, bằng 60. Góc bên này 60 là do tam giác này đều 60 luôn. Có nghĩa là BD là đường cao này, vuông góc là đường cao nè bạn. Hai góc này bằng nhau nữa. Đây cô vẽ ra bên ngoài cho bạn dễ nhìn. B M A có góc này, có BM, vẽ đại khái với bạn vuông góc và hai góc này bằng nhau, mỗi góc là 60 độ hết. Vẽ tam giác MBA có một cái đường cao xuất phát ở đỉnh B, đồng thời là đường phân giác, thì mình dẫn đến nó tam giác cân.